Sống chung nhà nhưng cuộc sống của Ngô Thanh Vân, Huy Trần trái ngược nhau. Một người làm vlog chiêu chiêu. Một người như đánh lộn trong bếp. Ơi sân nhà tự nhiên cho mình thua, trời bà vợ kỳ quá à. Cuối cùng rửa chén. Hôm nay mình sẽ nấu nem cua bể. Đối thủ của Huy là cho xin cà rốt. Đoạt đi. Nhà này nghèo quá. Có đúng không trái? Sao nhanh dữ vậy? Ngô Thanh Vân được biết đến là nghệ sĩ đình đám showbiz Việt với sự nghiệp rực rỡ cùng những vai diễn làm nên tên tuổi, được ví von là đà nữ số 1 màn ảnh. Song song với danh tiếng, thành công, Ngô Thanh Vân còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên ông xã kém 11 tuổi. Kể từ khi công khai hẹn hò đến khi về chung một nhà, cặp đôi được nhiều khen ngợi bởi sự xứng đôi vừa lứa cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào. Nhưng xem vlog của hai vợ chồng nhà Ngô Thanh Vân dạo này kiểu một người thì sống chill quá mức, hết đọc sách rồi lại cắm hoa, make up nhẹ nhàng dắt chó đi dạo rồi lại về nhà sắp xếp đồ đạc trong nhà, như mấy vlog chill chill của mấy tỷ tỷ nhiều tiền bên xứ chung. Còn quay sang Huy Trần thì ngày nào cũng tấu hề trong clip, nấu ăn mà bữa nào cũng như đi đánh trận, còn Ngô Thanh Vân lại như con báo trong bếp của chồng. Trong khi chồng đang miệt mài tạo nét trong khi nấu ăn thì Ngô Thanh Vân ngồi phía dưới từng hết mớ rau củ anh vừa cắt xong tứ tung, còn xem như là chiến tích đầy tự hào. Khi ăn thì nũng nịu đòi hết món ăn đến món kia. Chồng ơi, thèm súp cá hồi nâu đi chồng ơi. Ok ok nghe. Hôm nay một video ngắn gọn lẹ như cái súp cá na uy này. Đến hồi nhờ dã miếng mắm trộn gỏi cũng làm không xong, đến lúc bảo rửa chén thì cũng nhõng nhẽo như con mèo. Nó ra rửa chén này. Muốn nó ngon thì phải kiên nhẫn và dại nó đến khi nó sệt sệt kiểu này nè. Giờ chỉ cần cốt chanh, nước mắm là xong. Các bước tiếp theo là chiên các topping lên để lát rồi mình trộn. Còn không thì càm giảm quá trời quá đất. Còn chê ông chồng trẻ của mình là nấu cái gì quá bầy. Nếu Huy Trần mà có gan lớn chắc sẽ nói, nấu cho cô ăn đó chứ nấu cái gì cô hai đáng tiếc là Huy Trần vẫn sợ nóc nhà. Chồng xem bữa ăn chồng hạnh phúc lắm. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Hôm nào không báo thì cũng là này làm kia, múa may quay cuồng để được chú ý. Sao ở trên phim trường không thấy nét diễn này của chị vậy chị Vân ơi? Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời. Bí quyết của Huy để có một bữa nấu ăn thú vị thì phải có một bà xã nhoi nhoi đứng bên cạnh. Ngoài ra, Huy Trần cũng là người thuộc hệ giao diện thì hướng nội như tâm hồn lại hướng ngoại hết mức, nên những clip nấu ăn của anh chàng lúc nào cũng có độ bất ổn nhất định, đến những màn edit cũng mặn mòi chẳng kém. Nó mềm, giả gì vậy? Từ lúc bắt đầu quay mấy video nấu ăn cho các bạn, đói bụng chưa? Huy không ngờ lại thích công việc này đến vậy. Từ trước đến giờ, cứ tưởng ba cảm tính không chính. Cùng Huy hôm nay chế biến món sườn bò đút lò. Hôm nay mình sẽ xài sườn bò Black Angus từ nước Úc. Sau khi rắc muối và dầu đều trên bề mặt thịt thì mình dành một chút tình cảm cho ém và thoa đều gia vị xung quanh. Không chỉ là đầu bếp của gia đình mà Huy Trần còn hé lộ là người rửa bát, dọn dẹp sau khi phục vụ bà sẽ bất chấp việc đồ đạc, dụng cụ cho việc nấu ăn được bày biện rất nhiều. Cụ thể, Huy Trần đã thẳng thắn trước câu hỏi của người hâm mộ, nếu một ngày cứ nấu 3 bữa không biết anh rửa chén bát sao? Giải đáp thắc mắc này của người hâm mộ, ông xã Ngô Thanh Vân đã hé lộ, Huy nấu xong cũng ship cho gia đình ăn. Bà xã thì ăn chay rồi, còn chén đũa thì vẫn phải rửa sau khi tắt camera. Bạn cảm thấy hai lối sống trái ngược của hai vợ chồng nhà này như thế nào? Chia sẻ với Giang nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!